Quý vị bà con đang theo dõi video clip của Hà Bưởi Ngon đang xuất cây giống bưởi to, cây đã cho quả 1 năm, 2 năm và 3 năm. Đây là toàn những cây to đẹp. Đây là khách hàng muốn trồng vào vườn nhìn một phát là đẹp luôn. Ra mùa xuân là ra hoa đậu quả luôn. Nhưng mà nô này bây giờ mà trồng thì ra hoa đậu quả là phải vặt bỏ hết để nuôi thân một năm. Sau đó năm thứ hai trở đi thì mới bắt đầu để nuôi quả sau. Cái giống này thì bây giờ trồng là nó sẽ đánh chuyển là nó sẽ trột nó ra rất nhiều hoa. Nhưng mà Hà Bưởi Ngon tư vấn cho khách là không nên để hoa và quả trong năm vừa tới đây, mà chỉ để nuôi lá, bón phân, bón thúc thật tốt để nuôi lá, nuôi thân cho bộ rễ ăn ra khỏe đã, thì bắt đầu mới nuôi quả năm thứ hai trở đi. Đây là giống bưởi đường chín sớm mà khách hàng cách đây 2 năm đã lấy của Hà Bưởi Ngon một xe ô tô này, cây to như này trồng thử nghiệm và đã cho kết quả tại vườn ăn rất là ngon, nên là khách hàng lại mở rộng diện tích trồng tiếp. Và đây là khách hàng có thể nói là đã chơi là rất là máu, chơi tất cây to. Đây là rút ngắn thời gian chăm sóc mà ăn quả luôn. Thì quý vị bà con có thể liên hệ với Hà Bưởi Ngon qua số máy 0968129996, địa chỉ gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Trên Zalo và Facebook, số điện thoại 0968129996 để được tư vấn, hướng dẫn và mua cây giống các loại như bưởi đường chín sớm, bưởi Quế Dương, bưởi Ngọc Minh Khuê, bưởi Tam Hồng. Hiện nay thì Hà Bưởi Ngon còn một số cây bưởi đường chín sớm to như ở trên xe này, như quý vị bà con đang nhìn thấy, và một số cây to hơn có thể trồng ở sân vườn biệt thự rất là đẹp. Hà Bưởi Ngon sẽ quay gần một số cây cho bà con xem là cách cắt tỉa tạo tán của Hà Bưởi Ngon lúc nhỏ đến lúc lớn như này nó đẹp như thế nào. Đây là một cây, đây là gốc cây, gốc ghép của Hà Bưởi Ngon này rất là đẹp, dài. Đấy. Bó vào cẩn thận mà nó ra quả nhá, nó ra quả. Đây này, cuống quả này, nó ra quả rất nhiều sai lắm. Đây, đấy, cuống quả này. Đấy. Ra quả sai, nó rất là sai này, nó có quả nhiều lắm rồi. Đây này, nhìn thân này. Thân của nó cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thân cực kỳ đẹp. Khách này mua được cái cây của Hà Bưởi Ngon đây cũng rất là ưng ý, và cũng là vị khách may mắn nhất mua được cây to nhiều như thế này. Đây là có đặt hàng từ trước.